thời mà 30 tháng 4 năm 1975 lúc đó tôi mới 17 tuổi à, cái tuổi đó dễ nhớ lắm tại vì là cái tuổi đó đang cặp bồ mà không tìm không tìm được anh nào để cặp hết á tại vì mấy anh đi lính đó rồi cái thời gian đó chính chúng tôi thấy học trong thời trung học mấy anh trong lớp mấy anh học cao hơn một hai lớp từ từ mấy anh không thường thấy trong lớp nữa mà chỉ thấy gái với lại mấy mấy anh trẻ hơn thì nhiều trước đó là tụi mình bị giới nghiêm không ai được ra đường hết trong một thời gian buổi tối thì tối nào cũng thấy quả châu nổ hết mà đối với cái người con gái lúc đó mới 17 tuổi thì cái quả châu nó có một cái sức hấp dẫn tới vì nó rơi từ trên trời xuống mà nó lại màu ca màu vàng tối nào cũng chạy ra ngoài coi quả châu xong rồi mới đi ngủ cái thứ hai nữa là giữa tháng tư bắt đầu là tôi thấy có tiếng nổ à, tiếng nổ từ sân bay tân sơn nhất à, tôi ở xa tân sơn nhất thành ra không thấy nhưng mà cái sức rung á rung tới cả ngay vô thành phố luôn cái sức rung đó cảm được nhận được đứng nổ nhận được và bên bầu trời bắt đầu thấy có màu cam mà màu cam nó không phải quả châu mà màu cam đi từ xa mình biết là do ở ra hình như cái màu cam với cái màu đỏ nó quyện với nhau nó nó tạo cho mình một cái gì nó nó hấp dẫn mà nó hơi rùng rỡ. nó lôi kéo mình tại vì nó là một cái màu ấm trong ban đêm nhưng mà nó tạo ra cái một cái gì mình biết là nó là một cái gì nó nó thê thảm nó đang giết hàng loạt một cái gì đó À, nó nó tạo cho mình cái cảm xúc đó. Lúc đó biết được tại vì là những cái đài tivi, Việt Nam có tivi, ừ. à, những cái đài radio vẫn à, mỗi ngày vẫn nói. Có nhiều người không những nghe radio của Việt Nam mà nghe cả mấy cái đài của nước ngoài như là BBC, hình như mình biết được cái gì mà lúc đó đang xảy ra và tương xin nhất trái như thế nào biết và những cái điều đó biết. Sau cái ngày 30 tháng 4 thì bắt đầu thấy à, đường phố mở ra hết. À, ai cũng nhào ra đường để mà tìm coi một cái gì đó Tôi có một cái tính là Không nhớ chữ nhiều nhưng mà nhớ hình ảnh nhiều à, Cái đó nó giúp cho tôi làm quả sĩ rất là dễ Hình như cái hình ảnh mà cái, cái, cái nét mà Sợ, cái sợ hãi hùng ở Trong khuôn mặt của mỗi người dân Đều hiện ra sau 30 tháng 4 à, Không ai dám nói nhiều Tại vì nói nhiều thì cứ bị ghi là lý lịch Thành ra không ai dám nói nhiều Nhưng mà khuôn mặt lúc nào cũng sợ Thì nó hiện ra lúc đó gia đình tôi lúc đó ba tôi có nghĩ tới đi nhưng mà ba tôi đi một mình ra tới uh, bến bình đằng xong rồi thấy ông trở về ông nói đông quá không đi nổi mà nhà lại đông con mà đi như vậy thế nào cũng mất đứa thế nào cũng chết rồi nó thành ra ba không chịu đi mà mẹ thì uh, nghe lời ba hình như tất cả ở nhà thì sau 75 tôi học uh, lớp 10 uh, đang học nửa chừng lớp 10 chưa hè mà hình như lúc hè là bị gọi trở lại vô trường bắt làm việc trong trường đi canh cái trường đủ thứ hết. Tôi tưởng là thôi coi như xong mình ở lại thì thế nào cũng ráng học cho xong đi ra để mà làm cái gì đó. Nhưng mà tôi đụng chúng cái bức tường cái năm 1977 đi thi đại học là năm 77 là à. tôi bắt đầu rớt thì lúc đó tôi mới thấy là bức tường trước mặt tôi không có cửa. Là tôi ráng tôi thi vô trường cao đẳng mỹ thuật năm đầu tôi không đậu. Cả năm trời tôi không biết làm gì. Tôi đạp xe đi vòng vòng Năm thứ hai 78 tôi thi một lần nữa Không đậu luôn, không phải con gia đình cách mạng Mà tôi nghĩ tôi hiểu cái điều đó Tại vì khi mà hội họa Có thể là một cái ngành để tuyên truyền Nếu mà mình không về bên Đứng bên họ cũng khó mà vô Năm 78 bắt đầu thấy người ta nằm ngoài đường Tại vì đánh tư sản mấy bạn 78, 19 à, Người ta bị đuổi ra khỏi nhà rất là nhiều Thì cả năm trời tôi cứ đạp xe đạp dây vòng vòng Cái thành phố bị đổi tên rồi à, Thấy người ta nằm dưới đất À, nằm ngoài đường à, cái gì cũng ngoài đường hết ngay mấy cái đại lộ tại giờ ở ngoài à, sài gòn á, những cái đại lộ nó có cái vùng chính giữa mà có cỏ đó có cây thì mát thì người ta nằm rất là nhiều chỗ đó à, sau đó 70, 80 tám tôi lại thi một lần nữa tôi lại không đậu thành nhớ lúc đó tôi bắt đầu chuyển chuyển hướng tôi không vô trường cao đẳng mỹ thuật nữa mà tôi đi vô trường à, sư phạm là tôi đậu à, thường mới biết là cái lý do tôi đậu tại vì thầy cô đi <laughs> đi cải tạo hết rồi không đủ thầy cô để dạy anh tư đi dạy mà nhờ cái đi dạy như vậy đó, mà học sinh thương tôi tại vì tôi trẻ mà tôi không nói về về cái gì về Hồ Chí Minh hết mà tôi nói về nghệ thuật cho mấy em tôi tôi dụ mấy em vẽ à, mỗi ngày có một tiếng vẽ xong á thì à, tôi kể chuyện cho mấy em nghe tôi kể chuyện Bạch Bà Tuyết Bày Chú Lùn tôi kể chuyện nhà thờ Đức Bà những cái chuyện mấy em không có được nghe thành ra mấy em thương tôi tại có những chuyện mà nó rất là hay mà mấy em không biết mà nhờ như vậy mà năm 81 có một em học sinh dẫn tôi đi vượt biên. Và tôi đi một mình đi với em đó à, từ từ thành phố Hồ Chí Minh mà mà tuổi này phải đi theo người dẫn đường xuống tới Bạc Liêu. Trên đường đi em có người dẫn khác tôi có người dẫn khác tới nơi tôi mới biết em bị bắt. À, tôi đi còn lại một mình. Vượt biên như vậy trên đường đi từ từ Sài Gòn tới Bi Đông tôi là một mình. Vậy sống ở Bi Đông hết 6 tháng năm 81. Xong rồi 82, 6 tháng nữa tôi sống bên Philippines, Palawan. Xong rồi mới qua tới Mỹ. Khoảng 30 năm nay, từ khi mà tôi học xong cái master degree của tôi ra, tôi đi tìm hiểu về người Việt Nam và những cái những cái văn hóa người Việt Nam trong những cái sách đại học Mỹ lúc đó là năm 1993 ở đại học thì toàn là sách của bên miền Bắc Việt Nam họ cái họ nói về cái người người đàn bà lúc nào cũng bự con lắm để mà cầm súng mà thì cái cách vẽ của họ là như vậy mà tôi nghĩ là đúng tôi đâu có bự như vậy mà tôi không có cái vai bự để mà cầm xuống nhưng mà cái đó chỉ là một phần của cái người đàn bà Việt Nam chứ không phải là toàn phần hình như tôi vẽ cái phần mà họ không có là cái người đàn bà đi vượt biên cái người đàn bà sống ở đây hình như lúc đó tôi vẽ về cái cái chủ đề thuyền nhân vượt biên cũng rất là nhiều tôi vẽ những cái cảnh biển những cái ngành người vượt biên trước kia tôi vẽ về màu cam với màu đỏ tới sau này tôi vẽ về sân biển như màu đen nhiều hơn à, tại vì tôi thấy nó gần tôi à, nó nói được những điều mà tôi đứng từ bên bờ thái bình dương bên này mà tôi có thể cảm được cái bờ thái bình dương phía bên kia mà nơi mà tôi đã đi đi từ đó ra hình như có cái sự kết nối đó mà những người mỹ họ không có thì tôi dẫn họ đi xem bằng cách là họ thấy cái biển của tôi lúc đó tôi tìm được bản ngã của mình là năm 1993 có nghĩa tìm được con cái gì mình muốn vẽ cái chủ đề mình muốn vẽ tại sao mình muốn trước đó không có chủ đề nhiều chỉ vẽ vẽ về chiến tranh việt nam cũng có à, vẽ về những cái gì mình thấy mình vẽ nhưng mà tới hồi mà vô master degree mới bắt đầu tập trung là mình vẽ tại sao mình vẽ mình muốn nói tôi là tôi là bô people tôi, mình muốn nói cho người mỹ nghe nhưng mà tôi cống hiến cái nghệ thuật tôi vô mỹ dù cho tôi từ những nước khác tới Hình như cái ý mình không phải là một chữ xấu tôi muốn cho họ biết là tôi cũng cống hiến cũng như những người khác à, mà ý mỹ quỳnh nói thẳng là ở mỹ có ý mỹ quỳnh từ mấy trăm năm nay rồi nhưng mà mỗi lần mà có một lớp người mới tới thì người cũ nó đại đã, đã phá người mới thì nói chung 45 năm trước người việt nam ở đây cũng bị đã phá à, người mỹ nhìn mình cũng không có tới đâu nói 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 thật nhưng mà không phải tất cả người Mỹ một số thôi Thì cũng như ngày hôm nay cũng có những người Việt Họ nhìn những người mới tới cũng không tới đâu Nhưng mà mình không phải nói chung Chỉ là một số người thôi nhân như đến ngày hôm nay 45 nhìn lại Tôi thấy những cái điều mà tôi có à, Từ Việt Nam qua tới Mỹ mà tôi có Mà nếu mà tôi ở Việt Nam tôi không có nhận được điều này Là cái quyền làm người Cái quyền làm người với cái quyền làm phụ nữ Nó rất là quan trọng Nó cho tôi cái tự tin Để mà tôi biết tôi làm gì Mà một khi tôi sống ở Mỹ Mà tôi đóng thuế Mà tôi thấy hạnh diện Tức là mình lấy một phần tiền mình ra Nhưng mà mình vẫn thấy được cái hạnh diện đó Thì cái đó nó giúp mình sống ở Mỹ tới ngày hôm nay Tôi vẫn là một người và sĩ Mỹ nhưng mà mỗi khi tôi đi triển lãm người ta nhìn dần, nhìn thấy tôi là da vàng tóc đen thì người ta hỏi tôi chứ chị từ đâu tới tôi nói Ô, tôi từ Mỹ tới tôi đi triển lãm đại Hàn tôi đi triển lãm Nhật Bản đi qua bên Thái Lan uh, đi qua bên uh, bên Pháp bên Đức đi triển lãm người ta hay hỏi where are you from hình như tôi nói tôi là hòa sĩ Mỹ nhưng mà người ta vẫn hỏi câu thứ hai nhưng mà trước đó có từ đâu tới thì nha tôi nghĩ là cái việt nam nó nằm trong người tôi tôi gánh trên lưng tôi tôi không bỏ được